Cairo mà có tiền mua máy rồi thì có phải là bây giờ có người chở mà không, Cairo nó đi làm ngày nó nó đâu có được chở. Sắp tới đi làm buổi chiều. Học đại học xong chưa nhỉ? Em á? Em chưa, em hết Tết. Thế làm cái gì? Là cà phê thôi. À, có tiền đã. Part time thôi hả? Part time thôi, là full time tính sau. Tiền. Rõ ràng chưa ra trường thì full time làm sao được? Ô, mình đi cứu à? Mình phải mang sáu à? Em mang sáu đi. À, có tiền phó rồi thôi mình. Chính em phải mang 6 đi à? Em mang đi, em con của em mang 6 được mà. Con của chị mang 6 cũng được, nhưng mà chị sợ chị phải cai. Chị phải cai, chị mang 6 thì không cai được. Chị sợ bắn súng tường nữa nè. Chơi con này có bao giờ chị bắn súng sảnh đâu. Đi ranh, hơi cảm thấy tội đồng đội nhưng đi team 4 nên ta cứ quẩy thôi. Chị nghe em, chị nghe em cũng đi suốt được mà. Hả? Là sao? Chị nghe em, thỉnh giải cũng có Hunter từng đồng 1 chị ơi. Cái này cũng đẹp ạ. Hunter từ đổ 1. Nhưng mà nó đi đâu? Không biết được. Nó có tim rồi này. Rách. Nhưng mà nó đi ra từ đổ 2 rồi. Nó không đi. Ê nhưng mà mẹ em thấy skin cao bồi đẹp quá. Skin cao bồi. Skin có Cá mắt. Skin cao bồi đẹp. Không thật sự skin cao bồi đẹp mà. Ừ, kiểu nó dùng chị súng cái gì đó, biết nữa. Rõ ràng quá trưởng. Chị Lan ạ, em thấy chị biết em để không cam vào đỉnh như Cairo nhỉ. Em thấy chị để chơi chị chơi với em chị cảm thấy an toàn hơn nhiều. Đúng nhận không? Trưởng nó cầm gió lăm lăm trên tay á, sợ lắm. Ui, sao lại thành cắm mắt thế này, sợ thế. Thế chúng ta có clip ạ? Đúng rồi, chúng ta lại sắp có clip rồi đấy. Luca chị. Okay. Nhưng mà bây giờ chị hết đồ rồi, chứ còn gì đâu. Ít nhất ship cho chị cái đồng hồ chứ. Em ship nào được, mày em muốn ship cũng không ship được. Em gầm bóc. Max skill hay không thì cũng phải xong máy rồi mới đi cứu đúng không? Đấy. Ha, sao mình để nó max skill ta? Đúng rồi đó chị. Thật là chị ngu biết thì phải. Ừ, mẹ nó về nó phi nhanh một con phi thật nhanh là ngu ngốc, chị xin lỗi em. Help me baby các kiểu nào các bạn ơi. Máy gì vậy? Ồ, không được, máy mới mà. Mày biết mà ta có một nguyên một squad buddy bro. Ơ cái gì đây? Có đè được không? Đè được không á? Ơ kìa. Không đè được. Mày 46 mà. Mày cứ 46 mà đèn chi. Trời. Ôi nhưng mà không phải là do nó max skill mà nó mới đánh được em đâu nha. Em vẫn bị trúng gió nha. Không, chỉ cho để em max skill nó nhanh hơn đâu. Thôi, nó đi nhà ấy. Nó đi đâu rồi? Nó đi đâu rồi? Ở đây, nó vẫn ở đây này, nó có ai đâu. À, có thằng thuyền phó. Nó fuck rồi gì em. Nó ở đâu á chị?
Chị cũng chưa biết nữa, để chị tìm. Cứ giải máy đi, à cứ lấy đi, đã xong đâu. Ui lag quá à, hầm, à đó hầm ở đó, hầm ở nghĩa địa ấy. Focus luôn kìa. Nó đi con đây. Rồi focus rồi, focus rồi, focus rồi. Nó đang chạy đường ngược lại, leo lại cửa sổ đi. Nó ra, nó vần đuổi em, nó vần đuổi em, nó vần đuổi em, nó vần đuổi em. Hầm nghĩa địa, hầm nghĩa địa. Ô trời ơi, Berlin. Hay quá, Moon ơi. Móc ra cổng được không em? Em móc rồi chị. Ờ, thế thôi. Hầm nghĩa địa cơ. Ủa đây rồi, nghĩa địa. Nghĩa địa, hầm nghĩa địa. Nãy thằng trên phong nó ping còn gì không thấy à? Ờ, kêu. Tới đây. Nhưng mà được có 5 giây à? Ờ hả? Không sao, Luca có điện. Điện hay không thì thằng Luca, à, thằng kia chạy không, Kêu. Nó có gió bác ơi. Rồi, thuyền pháp bỏ ra hầm được không ta? Hầm. Không. Từ nó thấy sao? Thấy rồi. Nó vẫn là hỏa. Thì vẫn hỏa thôi, nghĩ là thuyền pháp nó chỉ có 5 giây thôi. Nó mà được 15 giây thì. Ôi, vẫn hỏa thôi, chơi kiểu gì vẫn hỏa thôi. Ơi, nhìn lại thì biết gì không? Mẹ mày, em nhận ra mẹ mày, em leo năm sau thì trong 2 tiếng. Mãi rồi em đỉnh. Hunter hay Survivor? À. À, Hunter chứ. Em chưa nói, em bị lục đồ chị cũng được. Bà Mít đi bê bê mà. Cái gì? Không hiểu nó nói cái gì. Cộng 1, không hiểu cộng 1. Không hiểu, không dịch được. Làm con đào nhà, thôi đuổi. À, em còn bài tủ Acrobat. À, cờ rô bát á, nhưng mà chắc là em phải cai đâu. Bạn máy tướng BB chứ, lắc đồng hồ BB, à cái lắc đồng hồ đè hưu à. Sao lại thả tay ra. Thế rồi là đè hưu dữ chưa. Đâu kịp máy đâu. Đúng. Tại vì máy Luca là máy nổ trước. Còn cái máy rửa mát là máy nổ sau, mất công di chuyển. Cái gì ạ? Tụi em ở đây, em rửa mát. Con gì đây? Ui dồi ôi. Đủ. Sợ thật. Rơi mẹ, chết rồi. Chưa ăn ơi. Gì? Em rơi mất cái figurine zombie da 1 triệu em vào chân rồi. Là cái gì? Ủa em rơi mất cái figure 1 triệu do figure 1 triệu mà kẹo đến chỗ em đang flex mà nó đẹp cái lốt mẹ đang flex cái gì nó vào chậm lắm chị ơi mẹ nó dù xuống đây là nó ăn súng này sợ vãi nó dù chị ơi nó không phải lôi đèn em chị ơi cố lên còn cầm mắt chị ơi à không nó lôi đèn em. Bỏ fuck bỏ đi mày. Thấy chị rồi. Chị cái gì? Chị sợ làm gì á? Thôi đem cái xe mượn đấy. Khó bờ linh. Chị sợ rồi. Sợ chứ. Vãi cả. Hổ nhít bông. Vãi em ơi. Ôi chỉ biết nó bờ linh đấy mà không tác được. Thấy nó giơ cái đòn tay lên là biết rồi nó không tác được à. Chị phản ứng chậm vãi em ơi. Ở đây chị còn định bắn súng cơ. Bắn súng cho thành súng hồi đòn mất. Ủa thế này nó bung rù đi đâu? Mà sao nó nhìn thấy máy chị dùng nó lại ra. Bung rù của em rồi bung rù ngay cái nhà mày ở ngay cái nhà nhỏ nó gì em mà. Ủa vậy hả? Sao em không nói là nó chuyển mục tiêu? Em bảo nó chuyển ở đấy xong rồi mình một phần làm
cái gì đâu, đổi dạng. Bà lo, ông Linh chưa? Linh rồi mà. Chuông à? Thế là chuông không táp được. Chị đang còm súng còm táp đây này. Mày e cay ấy nhở? Không. Cái lắc chuông không táp được. Thôi rồi, không sao. Bê cho chị, chị phải bắn được cái súng này. Không biết là cái acrobat, cái lộ không biết là explorer mình kêu bao nhiêu giấy đây. Thôi, không được. Không đi hồn được. Ủa đấy, bắn nó chứ. Mẹ đỡ đỡ đâu, buồn lắm. Chạy. Úi sổ bồi. Nó mà, né né rồi. Mất rồi chị. Chắc không, chắc mất rồi không? Chắc rồi. Sợ lâu nè. À, tôi không tát được. Nó thấy chưa, chị có tát được đâu, khó hiểu vãi. Mà nó dí chị thế vậy? Rõ ràng nó dí chị. Nên dùng nó bắt dấu chị. Dùng bắt dấu chị. Thì như con Explorer còn khá nhiều giận. Em đến chị ơi. Nhà gỗ. Chị không biết là nó hồi bởi Linh chưa ấy. Con Explorer còn rồi. Ồ, còn mỗi 21 giấy á. Em ơi, ván, bò ván. Không được. Đấy không phải ván. Khó quá. Ờ mà máy cũng đã xong đâu. Cái đà nó có 59 à. Em phải đến sớm, em đến trễ quá thì làm sao mà chị biết được hả em. Cố lên lại hòa trận này nào. Lại hòa nghe khổ sở thật sự. Chị biết làm sao được. Vẫn thiếu một máy. À vẫn thiếu nửa máy. Thằng kia có giấy. Còn đâu ấy chị. Hả hầm á chị. Hầm á? Ừ, đang tìm. Hầm không có giữa map. Máy 41 rồi kìa. Hầm nhà máy. Thì hai kia đang côn với nhau. Ừ, chị nghĩ thế. Lại đào tiếp kìa, 61% rồi kìa. Ông cha đang ở nhà máy, đang ở nhà nhỏ, sẽ bù ra đây. Thế đừng đập máy nữa. Không, đi bộ mẹ ra đây luôn. Ơ cái máy đầu game của chị kìa. Ô cái máy đầu game của chị không ai giải. Đúng rồi đấy, chính xác là thế đấy. Ô máy này không ai giải luôn, mình vừa ping mà. Mình có đâu, máy xong chị rồi. Chị ở hầm đâu ấy, chị ăn hầm à? Hầm nhà máy, máy xong rồi, hầm nhà máy. Rồi lên. Oh fuck. Rồi hầm nhà máy. Ê nó không ra cổng, nó dí thằng kia hả? Không đuổi em à, nó dí thằng kia rồi. Thằng kia dám mở cổng ngay ở cạnh Hunter thế. Nhưng mà nó có đồng hồ. Đồng hồ tận 20 giây liền. Bị đánh mới lạ ấy. Thì em bảo em ping hầm thôi. Ừ, em ping cái hầm ở đây đi. Xong em chạy ra cổng. Em chạy ra cổng nhưng mà thằng kia không chạy ra hầm, thằng kia vẫn cai ở cổng trước thôi á. Ngu Trang mất dấu rồi. À, chưa mất. Ôi bà Linh. Lại hòa, nay chúng ta toàn hòa. Thôi ít ra là không thua đi.